Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh đề số 19. Bài 1 La Mã sắp xếp các chữ cái để hoàn thành từ. Bây giờ chúng ta có này, y tá, nurse, nurse. Đây là đầu bếp, chef, chúng ta đọc là chef. Chef. Rồi câu hình dưới đây là nha sĩ, dentist, dentist. Họa sĩ, artist, artist, artist. Lính cứu hỏa, fireman. Fireman, lính cứu hỏa. Bài số 2 là mã nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp. Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp. Bây giờ how often là hỏi mức độ thường xuyên. Hỏi mức độ thường xuyên. How often? Hỏi mức độ thường xuyên. Và câu này có nghĩa là gì? How often do you play football? Có nghĩa là bạn chơi bóng đá thường xuyên không? Mới là một tuần đó. Hỏi những mức độ thường xuyên. Vậy thì chúng ta khoan nối với câu C, sometimes, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng. Câu số 2, what's Hoa doing? Là Hoa đang làm gì? Thì câu trả lời của chúng ta phải là thì hiện tại tiếp diễn là cô ấy đang làm cái gì đó. Là cô ấy đang làm bài tập môn tiếng Anh. She's doing English exercises. Cô ấy đang đang làm cái English exercises. 2A. Câu 3, what subject do you like? Tức là bạn thích môn học nào? Subject là môn học. Bạn thích những môn học nào? Thì nó phải liên quan tới môn học. Chúng ta nối xuống câu em. Music, math and English. Môn âm nhạc, môn toán và môn tiếng Anh. Câu số 4, where does your father work? Bố của bạn làm việc ở đâu? In a factory. In a factory, trong một nhà máy. Câu số 5, are you learning English? Bạn đang học tiếng Anh phải không? Yes, I am. Đúng vậy. Yes, I am. Xuống bài số 3 là điền dạng đúng của động từ trong ngoặc. Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc. Gì của tôi đang ở với chúng tôi ngay lúc này. Trong câu số 1 này chúng ta chú ý cụm từ at the moment. Đây là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra. Diễn tả một hành động đang xảy ra. Và công thức của nó đó là chủ ngữ cộng với am hoặc y hoặc a cộng động từ thêm in. Ở đây chúng ta sẽ chia là gì? Gì của tôi là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ chia là y. Và stay động từ của chúng ta thêm in đằng sau, đọc là staying. Và nguyên văn, my aunt is staying with us at the moment. Sang câu số 2, cô ấy đi tới trường bằng xe buýt. Cô ấy đi học bằng xe buýt. Bây giờ đây là một cái sự thật hiển nhiên, một thói quen hàng ngày. Thì chúng ta chia thì gì? Chia thì hiện tại đơn. C là chủ ngữ số ít, động từ thêm es vào. Trong trường hợp này thêm es vào, goes as a. Câu số 3, có từ now là hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra. Vậy công thức là Anya, động từ thêm in, ở đây đây là chủ ngữ số nhiều thì chúng ta sẽ xài a. They are sitting in the garden now. Câu số 4, Tom mệt mỏi sau chuyến đi ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta cần phải chú ý cụm từ yesterday. Chúng ta chú ý yesterday là ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì chúng ta phải chia động từ ở quá khứ. Động từ quá khứ là động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed. Và động từ to be ở quá khứ có hai dạng, đó là was hoặc là were. Was hoặc là were. Was hoặc là were chủ ngữ số nhiều đi với was, so were chủ ngữ số ít đi với was. Tom là chủ ngữ số ít đi với was. Tom was tired after the journey yesterday. Câu số 5, chúng ta chú ý cụm từ last year là năm ngoái. Năm ngoái là quá khứ đơn rồi. Quá khứ rồi chúng ta xài động từ cột 2, mà go cột 2 là trở thành went. We went on holiday to England last year. Ở đây không thể English được, phải England mới đúng, cái đề nó sai. Nước Anh, nước Anh là England. Rồi xong bài số 4 là mã. Bài số 4 là mã. Brock là một engineer. Brock là một kỹ sư ở trong một nhà máy. Anh ấy 45 tuổi. Anh ấy được sinh ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1960. Bây giờ anh ấy đang sống ở Birmingham, nước Anh. Anh ấy luôn luôn đi làm vào lúc 7:30 sáng. He arrived, rồi là đến. Anh ấy về đến nhà vào lúc 5 giờ chiều. Cái từ PM là giờ chiều này, còn AM là giờ sáng này. Anh ấy thích chơi football hoặc là đi swimming vào các buổi chiều, vào buổi chiều. In the evening, vào buổi tối thì anh ấy thường đọc magazine, là tạp chí. Đọc tạp chí. Đọc tạp chí. Thỉnh thoảng anh ấy giúp con gái, daughter là con gái, làm bài tập về nhà. Anh ấy đi ngủ, ông ấy đi ngủ vào lúc 11 giờ. Đọc lại. Brooke is an engineer in a factory.
He is 45 years old. He was born on June 15, 1960. Now he is living in Birmingham, England. He usually goes to work at 7:30 a.m. He arrives home at 5 p.m. He likes playing football or going swimming in the afternoon. In the evening, he often reads magazines. Sometimes he helps his daughter to do her homework. He goes to bed at 11 o'clock. Rồi, chúng ta trả lời các câu hỏi. Câu số 1. Câu số 1 là gì? What's Brooke job? Nghề nghiệp Brooke là gì? Brooke làm nghề gì? Chúng ta sẽ viết He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. Brooke is an engineer. Câu số 2. When his birthday? When his birthday là hỏi sinh nhật của anh ấy là khi nào? Vào ngày 15 tháng 6 năm 1960. His is on June the 15, 1960. What time là mấy giờ? He go to work là anh ta đi làm lúc mấy giờ đó? What time does he go to work? He go to work at 7:30 a.m. Number 4, what sports does he like? Anh ấy thích thể thao gì? He like football. He like football. Yeah, he like football. Anh ấy thích football. What time does he go to bed? Ông ấy đi ngủ lúc mấy giờ? He go to bed at 10 o'clock. Ông ấy đi ngủ lúc 10 giờ. Bên này có trong bài đọc có 11 giờ, sai rồi. 11 giờ. Rồi, qua bài tiếp theo sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh này. What are you doing? What are you doing? Bạn đang làm gì thế? They are learning Japanese. They are learning Japanese. Bọn họ đang học tiếng Nhật. Rồi.